Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Chromebook. Chương trình hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 2 năm 2021. Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi xã Anh Ai khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chỉ huy quân sự huyện Chromebook tuyên truyền công tác tuyển sinh năm 2021. Đơn vị từ thiện tặng quà cho các đối tượng da cam khuyết tật và người mù trên địa bàn huyện Chromebook. Thanh niên Chromebook khởi nghiệp làm giàu từ hạt cà phê. Phần cuối chương trình là nội dung gương hội viên phụ nữ với mô hình kinh tế tiềm năng tại Esin. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 15 tháng 3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chromebook khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 2 năm 2021. Thành phần tham gia lớp tập huấn lần này là các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ, đảng ủy viên thuộc các đảng bộ chi nhánh chư bô, nông trường cao su chư bô, ban chỉ huy quân sự và đảng bộ cơ quan đoàn thể huyện. Qua thời gian tham gia khóa học, các học viên được nghiên cứu những nội dung chuyên đề bao gồm tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở, công tác vận động nhân dân của chi bộ, đảng bộ cơ sở, công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng, thông tin tình hình thời sự, thông báo nhanh kết quả đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ban tổ chức lớp học cũng sẽ triển khai cho học viên viết bài thu hoạch và đánh giá chất lượng cuối khóa học. Sáng ngày 16 tháng 3, Hội người cao tuổi xã Anh Ai đã tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. 5 năm qua, Hội người cao tuổi xã Anh Ai luôn chú trọng việc củng cố kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của hội. Đến nay toàn xã có 9 chi hội với 199 hội viên. Hội thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào nêu gương sáng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, khuyến học khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên. Từ nguồn quỹ vận động của các cấp hội, trong nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 146 cụ với số tiền trên 30 triệu đồng, thường xuyên tổ chức tặng quà thăm hỏi các cụ khi ốm đau bệnh tật. Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu ra ban chấp hành Hội người cao tuổi xã Anh Ai. Nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 thành viên, trong đó ông Đặng Văn Thân được ban chấp hành hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch hội. Ông Đặng Văn Đậu giữ chức vụ phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đại hội, Ủy ban nhân dân xã đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và hoạt động ủng hộ tháng hành động vì người cao tuổi những năm qua. Ngày 15 tháng 3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chromebook đã tổ chức tuyên truyền công tác tuyển sinh năm 2021 đến toàn bộ giáo viên học sinh hai trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu và Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cử. Tại buổi tuyên truyền, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chromebook đã giới thiệu đến đông đảo học sinh và giáo viên trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu. Qua đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã giới thiệu 17 trường đại học quân sự mà học sinh có thể tham gia thi tuyển. Các em học sinh có thể dựa vào điều kiện tiêu chuẩn, lực học cũng như sở thích đam mê của bản thân để chọn trường quân sự sao cho phù hợp. Các đồng chí cũng mong muốn rằng phát huy truyền thống của một huyện anh hùng, có nhiều học sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học, ngành quân sự danh tiếng trong cả nước. Các em học sinh sẽ mạnh dạn đăng ký tuyển sinh dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ phụ trách tuyển sinh để chọn trường sao cho phù hợp và có kết quả thi tuyển cao nhất. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cử, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chromebook đã thông tin đến các học sinh khối 12 về 17 trường đại học quân sự trong cả nước để học sinh có nhu cầu thi tuyển đối với các trường. Cùng với đó, Ban Chỉ huy cũng thông báo đến các học sinh về tiêu chuẩn để tham gia thi tuyển. Thời gian đăng ký sơ tuyển diễn ra từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2021 tại cơ quan quân sự huyện. Tổ chức khám tuyển diễn ra 2 ngày, 25 và 26 tháng 3 năm 2021 tại Trung tâm Y tế huyện.
hướng dẫn làm hồ sơ từ ngày 29 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Xác minh lý lịch diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2021. Hồ sơ thi tuyển sẽ được thông qua tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào sáng ngày 14 tháng 4 năm 2021. Qua buổi tuyển sinh tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cử, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búc mong muốn rằng học sinh sẽ sáng suốt lựa chọn trường quân sự mà mình yêu thích, phù hợp với khả năng của mình, góp sức trẻ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung đơn vị từ thiện tặng quà cho các đối tượng da cam khuyết tật và người mù trên địa bàn huyện Krông Búc. Tại buổi trao quà, đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Krông Búc đã gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã quan tâm đến những mảnh đời khó khăn của địa phương. Tại đây, các đơn vị đã trao 200 suất quà cho các đối tượng da cam, người khuyết tật và người mù của huyện Krông Búc, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Bao gồm 150.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu ăn, nước mắm, mì tôm. Đoàn từ thiện đã thể hiện sự quan tâm của mình đối với những người có hoàn cảnh bất hạnh, gặp khó khăn trong cuộc sống. Những phần quà tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn nâng cao giá trị hạt cà phê mà gia đình cũng như người dân trong vùng làm ra, anh Nguyễn Đình Vạn, 31 tuổi, thôn Ca Ti Năm, xã Chư Bô, huyện Krông Búc, thành viên câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp huyện Krông Búc, đã quyết tâm học hỏi, thực nghiệm để đưa sản phẩm cà phê bột nguyên chất đến tay người tiêu dùng, từng bước tạo dựng thương hiệu cà phê của riêng mình. Hiện tại, anh đã gặt hái được những quả ngọt đầu tiên từ sự mạnh dạn đầu tư của mình. Anh Nguyễn Đình Vạn sinh năm 1989, quê gốc ở Nghệ An, nhưng ngay từ nhỏ đã theo chân bố mẹ chuyển vào Đắk Lắk lập nghiệp. Từ nguồn vốn của gia đình cộng với vay mượn, anh đầu tư khoảng 300 triệu đồng để mở một quán cà phê nhỏ mang tên Cà phê Hoa Sữa tại thôn Ca Ti Năm, xã Chư Bô. Hai năm đầu, anh nhập cà phê bột từ thành phố Buôn Ma Thuột để kinh doanh. Tuy vậy giá thành khá cao, hơn nữa anh nhận thấy giá cà phê thô liên tục biến động, còn giá cà phê thương phẩm vẫn luôn ổn định. Cùng với đó là tình trạng cà phê bẩn tràn lan trên thị trường, nên anh đã nảy sinh ý tưởng sản xuất cà phê nguyên chất từ chính những hạt cà phê do gia đình làm ra để nâng cao giá trị. Những bước đi ban đầu vô cùng khó khăn và gian nan. Vừa làm quán cà phê, anh vừa tranh thủ thời gian lên thành phố Buôn Ma Thuột học hỏi quy trình sản xuất cà phê bột. Anh cũng chịu khó tìm tòi trên mạng, internet, cũng như tham khảo các tài liệu học tập kinh nghiệm từ bạn bè. Sau khi đã nắm vững quy trình chế biến, năm 2017, anh đầu tư gần 70 triệu đồng, mua máy rang xay và bắt tay vào chế biến mẻ cà phê bột đầu tiên từ những hạt cà phê của vườn nhà đã được chọn lựa kỹ lưỡng. Thì anh thấy thì trên thị trường rất là nhiều cà phê nữa chưa được đạt chất lượng cao. Mà về lại nhu cầu của cà phê sạch của người dân rất là lớn ạ. Nên từ đó với lại công việc đam mê của bản thân, vậy mình muốn làm sao đó tăng cái chất lượng hạt cà phê mình làm ra để mang lại thu nhập, thứ hai là đem lại sức khỏe của người tiêu dùng. Sau nhiều lần thất bại và rút kinh nghiệm, cuối cùng anh cũng cho ra được mẻ cà phê bột nguyên chất ưng ý. Anh bắt đầu dùng nó để pha cà phê bán cho khách, lắng nghe ý kiến phản hồi của họ để hoàn thiện sản phẩm sao cho phù hợp với khẩu vị của người uống. Không chỉ chú trọng đến chất lượng, với hai dòng sản phẩm cà phê bột chính dành cho pha phin và pha máy mang thương hiệu cà phê Hoa Sữa, anh Vạn còn thiết kế bao bì riêng cho sản phẩm cà phê của mình. Trên đó in rõ các thông số tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất như thành phần, chỉ tiêu, chất lượng, thời gian bảo quản, hướng dẫn sử dụng. Mình mua theo một cái gia đình nào mà mình làm ở đối trong bỏ hữu cơ thì mình phải giá cao hơn, hoặc là cái tỷ lệ chín nó cao hơn, hoặc là cái ca mà ca dùng cụ trước đấy, ca dùng thời xưa là em mình ưu tiên về cái ca đó vì cái cà phê nó mạnh hơn đấy. Nên em mua như vậy. Còn khi mình mua về thì mình lọc, mình bỏ vào có bể, mình lọc đi, vứt đi những cái thành phần
cành bà quế như là những cái trái nó chưa đạt chất lượng mình loại ra, rồi mình vào máy, máy mình tóc cách ra thì bỏ vào sò, mình lấy cái sò đó, cái sò đó là mình đem đi ủ, ủ trong thời gian 14 đến 16 tiếng. Khi mà cái lượng đường á, cái lượng đường đấy cái sò đó anh em có thể kiểm tra bằng tay, nó bị phá vỡ, nó để nó không có cái dính nữa là em phải đem đi phơi. Nhờ đó lượng hàng bán ra ngày càng tăng, từ chỗ vài chục kg mỗi tháng, đến nay trung bình mỗi tháng anh cung cấp cho thị trường từ 2 đến 3 tạ cà phê bột, với giá bán dao động từ 120 đến 140 nghìn đồng một ký. Anh cũng đầu tư mua thêm máy móc, phục vụ chế biến và trang trí, mở rộng diện tích quán lên gần 200m2. Khách đến uống cà phê tại quán sẽ được chứng kiến quá trình chế biến rang xay cà phê do chính anh Vạn thực hiện. Ngoài sản phẩm cà phê bột, anh còn nhận gia công, đóng gói cà phê cho khách hàng có nhu cầu. Anh Vạn cho hay, với tiêu chí chậm mà chắc, thời gian tới anh sẽ tiếp tục đầu tư thêm máy móc để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tìm kiếm kết nối thêm khách hàng ngoại tỉnh. Sản xuất cà phê sạch hoa sữa của anh Vạn là một mô hình khá là tiêu biểu trong cái câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi. Một mô hình mà anh Vạn anh tốt nghiệp đại học kinh tế về địa phương và thực hiện sản xuất cà phê sạch. Nhà mình có cà phê sẵn và anh ấy đứng ra trồng, chăm sóc và chế biến luôn cà phê sạch của mình, kết hợp với việc bảo quản cà phê và tăng thêm cái thương hiệu của mình. Ngoài ra thì anh còn thu mua lại cà phê của những cái hộ dân xung quanh đấy mà sản xuất cà phê sạch. Mô hình này là một mô hình mà đi theo chuỗi giá trị và hy vọng rằng mô hình này sẽ phát triển hơn nữa, để không phải là một hộ kinh doanh cá nhân nữa mà sẽ thành một hợp tác xã. Trên cơ sở đó sẽ bao tiêu đầu ra nhiều hơn nữa cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Cổng Búc, cũng như bao tiêu đầu ra sản phẩm cà phê cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện mà sản xuất cà phê. Sau những thành công bước đầu đạt được, chàng trai trẻ chia sẻ vẫn đang nỗ lực nâng cao chất lượng các sản phẩm mình làm ra và mở rộng thị trường tiêu thụ để giúp những gia đình nông dân liên kết có thêm thu nhập, giúp những người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm cà phê sạch chất lượng đảm bảo với giá thành rẻ hơn. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến thăm mô hình kinh tế cây trồng kết hợp của hội viên phụ nữ Nguyễn Thị Khuyên, buôn Esin, xã Esin. Mặc dù chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong một thời gian chưa dài, nhưng bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực. Năm 2008, gia đình chị Nguyễn Thị Khuyên mua đất và chuyển đến làm ăn sinh sống tại buôn Esin, xã Esin. Trên diện tích 1,6 hectare đất ban đầu, gia đình chị canh tác cà phê theo phương cách truyền thống của bà con địa phương. Tuy nhiên, với điều kiện thổ nhưỡng, gia đình chị gặp nhiều khó khăn về nguồn nước tưới vào mùa khô, nên năng suất sản lượng cây cà phê ít được cải thiện. Với quyết tâm nâng cao dần năng suất cây trồng của gia đình, cùng với việc mạnh dạn nghiên cứu học hỏi, bên cạnh đó là sự động viên khích lệ của hội phụ nữ địa phương, chị Nguyễn Thị Khuyên đã mạnh dạn trồng xen một số loại cây trồng ăn trái khác như sầu riêng, nhãn, vải, bơ. Đặc biệt đầu năm 2020, chị là một trong những người đi đầu của phong trào phát triển kinh tế hội phụ nữ xã Esin trong việc đưa cây ổi kinh doanh vào trồng. Chị đã mạnh dạn nhổ bỏ 2 sào cà phê già cỗi, năng suất kém để xuống giống 200 gốc ổi lê và ổi nữ hoàng. Nhờ quy trình chăm sóc phù hợp, đặc điểm sinh trưởng của cây cộng với đặc điểm của vùng đất gia đình, sau 6 tháng trồng và chăm sóc, 200 cây ổi của chị đều sinh trưởng, phát triển tốt và đã bắt đầu cho lứa trái đầu tiên. Theo đánh giá của gia đình chị Khuyên, cũng như hội phụ nữ xã Esin và khách hàng của chị, thì quả ổi trong vườn chị Khuyên cho trái với sản lượng đều trong các tháng. Đặc biệt, ngay từ khi đậu trái, chị đã loại bỏ những quả xấu, đồng thời lựa chọn những quả đẹp để bao bọc cẩn thận. Gia đình không sử dụng các loại thuốc hóa học để phun cho cây, nên khi chín, ổi nhà chị Khuyên có vị ngọt ngon. Chín đến đâu, có thương lái thu mua đến đó. Trước trồng cà phê, nhưng mà cà phê nó già rồi mà thiếu nước á. Cái xong rồi trồng sang cây mít. Xong rồi trồng sen, trong mít nó rộng quá, xen thêm ba cái cây ổi này vào để kiếm thêm lấy ngắn nuôi dài ấy. Mít nó ít cần nước, chứ cà phê nhiều nước có tưới không nổi. Ổi thì toàn tưới 2 lần nước thôi, nhưng mà nó cũng ít. Cây ổi này thì mình thấy nó mà nuôi đủ gia đình là nhà 4-5 người là cũng ổn định rồi đấy. Qua cái mô hình của gia đình chị Khuyên,
từ sự mạnh dạn đầu tư của hai vợ chồng cũng như là chuyển đổi canh tác thì cho thấy bước đầu là sự chuyển đổi của gia đình chị là các cây trồng phát triển tốt, mang lại thu nhập cho gia đình chị ổn định. Thì cũng qua cái mô hình của chị Khuyên thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Esin sẽ nhân rộng cái mô hình của chị Khuyên để từ đấy góp phần hỗ trợ cho chị em hội viên cũng như là đầu chuyển đổi cây trồng để từ đấy phù hợp với lại chuyển đổi cây trồng trên địa bàn xã Esin. Song song với trồng ổi, gia đình chị Khuyên buôn Esin, xã Esin cũng đã trồng 150 cây mít Thái, hiện đang bắt đầu cho thu hoạch trái to đều đẹp mắt. Với khả năng chống chịu sâu bệnh và tiết kiệm nguồn nước tưới, không phải phun thuốc cho cây, nên ngoài việc cung cấp ra thị trường nguồn ổi mít sạch, gia đình chị cũng đã tiết kiệm được công chăm sóc đầu tư và chi phí cho nguồn nước tưới. Đến nay, sau hơn một năm trồng thử nghiệm, cây mít và ổi đã cho gia đình chị hiệu quả kinh tế tích cực. Bước đầu thu nhập từ cây ổi đã giúp chị trang trải được cuộc sống thường ngày của vợ chồng chị và ba người con. Đồng thời, đây cũng là động lực để cho gia đình chị tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng ổi trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tận dụng những loại quả không sử dụng, chị Khuyên duy trì đàn heo nái để đa dạng nguồn thu nhập của gia đình và chủ động nguồn phân chuồng để bón cho các loại cây trồng. Với tư duy dám nghĩ dám làm và không ngại thay đổi, hy vọng rằng mô hình chuyển đổi cây trồng của chị Nguyễn Thị Khuyên, chi hội phụ nữ Buôn Esin, xã Esin sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình trong những năm tới. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krungbúc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.